Xưởng sản xuất lưới bẫy chim đêm lại xin chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin tổng hợp tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim đêm mà cơ sở bên em đang bán. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về từng mẫu lưới, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bác nào đang có nhu cầu sử dụng về tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim đêm thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn bây giờ thì đi chi tiết để cho anh em cùng nắm bắt được. Đầu tiên là về cái mẫu lưới đánh đêm, cái dòng lưới mắt nhỏ nhất, đây là cái dòng lưới mắt 4/8 này. Đối với cái hàng này thì khi các bác mua về các bác sử dụng đánh là cái thứ nhất là được con mắt xéo này, mắt đỏ này, tràng địch này, gà lức Ấn Độ này. Đấy thì các bác sẽ sử dụng chung đánh ở trên cái mẫu lưới 4/8 này. Về sợi lưới của nó là sợi 13. Đấy, sợi 13 và đây là cái dòng lưới mắt ngang nhé. Ở trên thị trường bây giờ thì người ta đang bán hai loại, một loại là mắt dọc và một loại là mắt ngang. Còn quyền lợi của các bác mua hàng thì các bác lên tham khảo mua về cái dòng lưới mắt ngang. Đấy, đối với dòng lưới mắt ngang thì nó rất là nhiều thịt. Đánh thì tỷ lệ con chim nó vào thì tỷ lệ chèo là không có đâu. Đấy, còn cái dòng lưới mắt dọc thì nó là cái dòng lưới kém hơn thì các bác có thể là tham khảo. Đấy, còn hàng này thì chiều cao mắt lưới của nó là 150 mặt nhé. Đấy, 150 mặt và em làm cho các bác là 5 dây 4 túi. Đấy, chiều dài lưới có 50m và 100. Đấy, khoang túi nhồi cọc đã làm hết cho các bác rồi. Và đặc biệt bên cơ sở là đã nhuộm đen tàng hình cho các bác. Đối với dòng lưới này thì anh em chuyên nghiệp, đấy, ngoài đánh những cái con chim ra như vừa rồi thì anh em đang sử dụng về cái dòng lưới này là đánh con gà lướt họng trắng này. Đó, gà lướt họng trắng thì anh em chơi 4/8, ok. Đấy, còn tiếp theo thì giới thiệu cho các bác là về một cái dòng lưới mà được anh em đang đặt rất là nhiều ở trong cái thời điểm này. Đó là lưới đánh chim rẽ run. Đấy, lưới đánh rẽ run thì đây nó sẽ có một khổ, đây là khổ 100 này. Đối với hàng lưới rẽ run này thì mắt lưới của nó là mắt 8 phân, sợi lưới của nó là sợi 15. Còn chiều cao mắt lưới của nó là 75 mắt. Hàng này thì báo cáo đối với các bác là cái dòng lưới tàng hình. Đấy, dòng lưới tàng hình đánh chim không chèo thì chúng ta nên sử dụng là cái dòng lưới mắt dọc. Đấy, mắt dọc nhé, độ tàng hình rất là cao. Con rẽ run thì nó đi cả ngày các bác biết rồi. Nếu mà lưới không tàng hình là không thể hạ được nó. Còn về cái lưới rẽ này thì rất là nhiều video chia sẻ thực tế cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là cái mặt của nó phải chắc, cái thứ hai nữa là chất nhuộm. Đấy, sợi nó tốt thì chất nhuộm cực kỳ là bền. Còn lưới này thì chiều cao 75 mắt thì em làm cho các bác là 4 dây 3 túi nhé. 4 dây 3 túi và nhôi cọc cũng như khoang túi thì làm cho các bác hết rồi. Khoang túi thì em mở cho các bác là khoảng 85 cho tới là 90 trên một khoang, gọi là 3 túi đấy. Thì 39 gọi là vào 2m7 rồi. Đấy, nó rơi vào gần 3m trên một cái lắm lưới như thế này. Đó, đây là lưới rẽ và lưới rẽ này thì nó cũng có hai chiều dài, một là 50 và hai là 100. 50 thì các bác đánh đồng hẹp, còn 100 thì các bác đánh đồng rộng. Còn tiếp theo giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới 6 phân nhé. Dòng lưới 6 phân thì cái dòng lưới này thì được anh em đặt quanh năm bởi vì anh em đánh con quốc ta ấy, rất là nhiều. Đây, dòng lưới 6 phân đây. Dòng lưới 6 phân này thì anh em đánh quốc ta này, đánh cò lửa, cò lép, đấy, cũng như là con tràng địch. Tràng địch thì những con to thì không lọt, còn con bé thì lọt nhé. Đấy, hoặc là gà lức Ấn thì anh em đánh lưới 6 phân này thì cực kỳ là hợp lý. Đấy, nhưng mà đặc biệt là anh em đánh con quốc ta cũng như con cò hương, cò lửa, cò lép ấy, thì anh em sử dụng cái dòng lưới đó, mắt 6 phân. Sợi lưới của nó là sợi 17, khá là chắc mặt. Hàng này thì nó là cái dòng lưới hải lợi biên đôi chân xanh. Đấy, mặt thì anh em mua lưới về thì anh em cứ thử trực tiếp, búng ok. Đấy, chắc mặt thì thanh toán. Còn tỷ lệ nó chạy mặt thì nó có nhưng mà tỷ lệ rất là ít thôi. Đấy, dòng lưới hải lợi này nó đặc biệt, ưu điểm của nó là như thế. Và sợi lưới của nó cực kỳ là mềm anh em. Đấy, rất là mềm luôn. Đấy, dòng lưới này thì mắt 6 phân và sợi 17 anh em nhé. Đấy, còn hàng này thì tất cả bên cơ sở là đều chạy cho các bác là dây diềm cước đúc. Và lý do chạy dây diềm cước đúc thì nhiều video giới thiệu chi tiết cho các bác rồi. Đó, 6 phân. Đối với hàng này thì được anh em thợ đặt quanh năm. Đấy, bởi vì con quốc ta cũng như con mặt lem thì bây giờ đang đi rất là mạnh. Thì anh em đang đặt số lượng nhiều. Đấy, hàng này thì có 50m và 100. Đấy, làm 5 dây 4 túi cho anh em nhé. Còn tiếp theo thì về dòng lưới 7 phân. Dòng lưới 7 phân thì nó là cái dòng lưới mà được anh em thợ gọi là đánh tổng hợp ấy. 7 phân thì đây, 7 phân thì nó chiều cao mắt lưới của nó là 115 mặt. Đấy, và sợi lưới của nó là sợi 20 nhé. Đối với hàng này thì anh em đánh tổng hợp từ con quốc ta này, con tu hú này, con trích, con gà, con sâm. Đấy, đặc biệt là anh em đánh tu hú và đánh gà mái trên cái dòng lưới 7 phân này thì khá là hợp lý. Đấy, 10 con vào thì chúng ta bắt được cả 10 luôn. Đối với dòng lưới này thì sợi 20 thì rất là bền sợi này anh em này. Sợi cực kỳ là đẹp luôn. Đối với hàng này thì ước bóng và mặt chắc này. Hàng này thì làm cho anh em là 4 túi nhá. Đấy. Đối với cái hàng lưới đánh chim to này thường thường thì bên cơ sở là sẽ mở bé hơn. Đấy, mở rơi tầm khoảng 57.
58cm trên một khoang lưới nhé, để cho anh em đánh. Còn đối với cái dòng lưới 7 phân này thì nói chung là bên cơ sở là bán quanh năm. Đấy, vào mùa ở miền Bắc thì bán cho anh em miền Bắc, còn vào mùa ở miền Nam thì bán cho anh em miền Nam. Đấy, còn số lượng lưới thì các bác thấy thực tế trên video, một cơ sở làm lưới thì luôn luôn làm với số lượng nhiều. Đấy, nhập phôi nhiều thì giá rẻ, thì làm được một tay lưới lên gửi cho anh em cũng rất là rẻ. Còn tiếp theo là về dòng lưới 8 phân. 8 phân đây anh em. 8 phân này thì dòng lưới này nó to hơn này các bác này. Đấy, dòng lưới này thì để mà anh em đánh chuyên thì anh em sẽ đánh được con trích và con gà, con sâm ở trên dòng lưới 8 phân này và con tu hú. Đấy, còn ví dụ như anh em có thể kẹ đánh cuốc đánh kiếc cũng được, nhưng mà ý là nhiều con vào nó bị lọt. Nhưng mà thực tế là anh em sẽ đánh là con vịt này, con trích này, con gà này, con sâm, đặc biệt là con trích và con tu hú thì anh em đánh trên dòng lưới 8 phân này được. 8 phân này thì nó sẽ có hai loại nhé. Một loại là chiều cao mắt lưới là 100 mắt và một loại là chiều cao mắt lưới là 120 mắt. Có loại 120 mắt 4 túi và có loại 120 mắt là 5 túi. Và đặc biệt là cái loại này là 100 mắt này em làm cho các bác là 4 túi này, chuyên đánh trích. Thì bây giờ hiện tại thì anh em đầu nguồn đã đặt lưới rất là nhiều rồi. Đấy, đặc biệt là lưới 8 phân đánh trích này anh em đặt nhiều. Dòng này là dòng lưới mắt ngang nhé, không phải như mắt dòng lưới 8 phân mắt dọc như trước video giới thiệu cho các bác ấy. Đấy, đối với dòng này thì ưu điểm của nó là sợi lưới rất là bền. Đấy, cực kỳ là bền, 10 mắt như cả 10 luôn, không mắt nào chạy cả. Đó. Toàn bộ dây diềm cũng như là nhôi cọc thì bên cơ sở đã hoàn thiện hết cho các bác rồi. Đó, còn bây giờ thì đến một cái mẫu lưới lưới mắt to nhất, đó là dòng lưới đánh vạc. Đánh vạc thì nó cũng có hai loại các bạn. Một loại là chiều cao là 70 mắt và một loại chiều cao là 100 mắt. Thì đối với cái loại chiều cao 100 mắt thì giá tiền nó cao hơn một chút. Đây, lưới đánh vạc đây các bác này. Lưới đánh vạc này thì như cái tay em đang cầm đây là chiều cao là 100 mắt này. Đấy, còn nó còn cái loại 3 túi 70 mắt nữa. Đấy, thì 100 mắt này thì chiều cao của nó là 12 mét nhé. Đấy, 12 mét thì em làm cho các bác là 5 giây 4 túi. Đấy, còn ví dụ các bác quánh cái loại thấp hơn thì là 70 mắt thì giá nó rẻ hơn, nó chỉ mấy trăm nghìn đồng thôi. Nói chung nó cũng không vênh nhau nhiều. Đấy, sợi là sợi 20 cứng nhé. Đấy, và mắt lưới 12, đây là dòng lưới mắt ngang. Đấy, dòng lưới này nó có mắt dọc và mắt ngang. Như các bác đánh mắt ngang thì con chim nó ít trèo hơn. Đó. Chiều cao mắt lưới có hàng này thì là hàng đẳng cấp để cho anh em đánh vạc. Đấy, đánh lưới đánh vạc này thì nhiều video chia sẻ cho các bác rồi. Cái thứ nhất là các bác đánh một bãi, hoặc là các bác có thể đánh dựa vào những cái khu vực vườn cây ở khu vực bàn của các bác thì các bác đánh thì nó sẽ hợp lý hơn. Có một video thì tổng hợp cho các bác là về những cái dòng lưới bẫy chim đêm mà bên cơ sở đang làm bán ra thị trường ấy. Các bác xem được video này thì có thể là tham khảo đặt hàng, em để số điện thoại các bác video. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.